thú bị sư tử ngoạm vào cánh tay, một nhân viên vườn thú bất ngờ bị sư tử tấn công qua song sắt của chuồng khi cho con vật ăn thịt tươi vào bữa trưa. Sự việc xảy ra tại vườn thú ở Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh, Pakistan. Nạn nhân là Kanu Piradita, một nhân viên làm việc tại đây. Khi đang ném những miếng thịt tươi vào chuồng, anh Kanu bị con sư tử trắng trong chuồng ngoạm vào cánh tay trái. Người nhân viên chỉ biết thét lên đau đớn trước sự chứng kiến của rất đông du khách tới tham quan. Theo các nhân chứng một vài nhân viên của sở thú cũng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, nhưng không ai dám làm gì vì sợ. Nạn nhân phải tự vật lộn một mình để rút tay ra khỏi miệng sư tử. Tiếng hò hét của những người xung quanh khiến con vật lúng túng. Cuối cùng nó chịu nhả ra, máu từ cánh tay anh Canu chảy xuống xối xả, nhưng may mắn không bị đứt rời. Hiện tại, nạn nhân đang nằm cấp cứu trong một bệnh viện ở địa phương và dần phục hồi sức khỏe. Ông Kama Ayut, giám đốc vườn thú đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Cũng theo ông Ayut, người nhân viên này đã vi phạm quy định của vườn thú khi cho sư tử ăn dẫn tới tai nạn đáng tiếc xảy ra